Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu, sáng lập viên phần mềm Dân Trí. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn cách nhập dữ liệu từ file Excel vào phần mềm Dân Trí. Chúng ta sẽ trải qua 6 bước như sau. Bước thứ nhất là chuẩn bị file dữ liệu Excel có sẵn và chuẩn hóa file này. Bước thứ hai là download file mẫu nhập từ Excel của Dân Trí Shop. Bước 3 là đưa dữ liệu từ file Excel có sẵn vào Dân Trí Shop. Và bước 4 nhập vào phần mềm hay là import dữ liệu. Bước 5 đó là kiểm tra dữ liệu nhập vào và hiệu chỉnh cho nó phù hợp. Và bước 6 các lỗi thường gặp và cách khắc phục. Tôi sẽ lần lượt đi qua từng bước. Chúng ta qua bước thứ nhất. Chuẩn bị file dữ liệu Excel có sẵn và chuẩn hóa file này. Đầu tiên các bạn có một file dữ liệu Excel chứa hàng hóa và giá cả của bạn đã có sẵn. Ví dụ ở đây tôi có cái file như sau. Trong file này cơ bản chúng ta có các cái trường sau: trường tên hàng, trường giá bán, trường đơn vị tính và trường nhóm hàng. Để chuẩn hóa dữ liệu từ file Excel, các bạn tạo thêm trường là mã nhóm hàng. Thì ở đây các bạn ghi mã nhóm là viết liền không dấu. Tương tự như vậy, đơn vị tính các bạn sửa lại thành viết liền không dấu. Chúng ta đã làm xong chuẩn hóa file dữ liệu Excel có sẵn từ trước. Đã qua bước thứ hai, đó là download file mẫu nhập từ Excel của Dân Trí Shop. Chúng ta truy cập vào website dantrishop.com vào mục hướng dẫn và chọn video hướng dẫn phần mềm. Chúng ta tìm đến dòng file mẫu nhập từ file Excel hay là import từ Excel vào phần mềm Dân Trí. Chúng ta click vào link này và chúng ta tiếp tục tải file về. Chúng ta nhấn tải xuống ở đây. Sau khi tải xuống, file mẫu có tên là nhập từ Excel và đây là file mẫu. Chúng ta qua bước thứ ba, đó là đưa dữ liệu từ file Excel có sẵn vào file mẫu của Dân Trí Shop và chuẩn hóa các dữ liệu. Trong file mẫu của Dân Trí Shop có 3 sheet: sheet hàng hóa, sheet bảng giá và sheet khách hàng. Chúng ta đều có thể import vào phần mềm Dân Trí. Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn màu đỏ ở đây. Các trường ghi màu đỏ là những trường bắt buộc mà mình phải đưa vào. Ở đây Dân Trí Shop có một số dữ liệu mẫu thì chúng ta có thể xóa dữ liệu mẫu này đi.